Giá thịt hơi tăng khiến giá thành thịt lợn tại các chợ dân sinh cũng tăng theo, dao động từ 110 đến 150.000 đồng một kg. Riêng tại các cửa hàng thực phẩm sạch, các siêu thị bán lẻ thì giá thịt lợn được điều chỉnh tăng thêm từ 10 đến 15.000 đồng một kg. Từ đầu năm 2022 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi đã điều chỉnh 6 lần tăng, tương đương tăng trên 20%, cộng với các chi phí khác cũng tăng như là con giống, nhân công, vaccine, thuốc khử khuẩn, sát trùng, khiến việc đầu tư nuôi lợn gặp nhiều khó khăn. Người nuôi hầu như không có lãi. Việc giá lợn hơi tăng như hiện nay, người nuôi đã có lãi.